của chú anh chị và các bạn đã quay trở lại kênh YouTube Tường Vũ Channel. Rất vui được gặp lại cô chú anh chị và các bạn trong video buổi sáng ngày thứ năm, ngày 18 tháng 4 năm 2024. Kính thưa quý vị, phía trước bên tay trái màn hình của chúng ta đó là bệnh viện Xuân Chính, bệnh viện chấn thương chỉnh hình tại Sài Gòn. Hiện tại thì mình đang có mặt trên con đường Trần Hưng Đạo, quận 5 anh chị. Trong buổi sáng ngày hôm nay là ngày 10 tháng 3 âm lịch, ngày Giỗ Tổ Hùng Vương. Hôm nay thì một số công ty tư nhân thì vẫn làm việc, tuy nhiên cơ quan hành chính nhà nước thì được nghỉ làm anh chị. Và để bắt đầu video trong buổi sáng ngày hôm nay, Tường Vũ Channel xin kính chúc tất cả cô chú anh chị và các bạn luôn luôn hạnh phúc, bình an và luôn may mắn thành công trong cuộc sống của chúng ta. Như thường lệ thì thời tiết ở Sài Gòn trong những ngày gần đây rất là nắng nóng, nhiệt độ khoảng từ 34 đến 37, 38 độ C. Có những ngày thì nắng nóng lên đến gần 40 độ cô chú anh chị. Phải nói rằng chúng ta biết trong những ngày gần đây thì không có cái thông tin gì mà nó sốt bằng tình hình giá vàng, giá đô. Mỗi ngày mỗi nóng lên, giá vàng, giá đô thay đổi liên tục, lên xuống thất thường. Điều đó đã làm cho những nhà đầu tư, những nhà mà đang có ý định làm giàu trong cái thời buổi mà giá vàng lên rồi lại xuống, lên cho đến 84 triệu, vượt trên 84 triệu đồng trên một lượng quý vị. Chưa bao giờ mà chúng ta thấy được lịch sử cột mốc tăng giá cao như vậy. Như vậy thì chúng ta cũng biết giá vàng mỗi ngày mỗi nóng lên. Hai cái doanh nghiệp kinh doanh vàng lớn nhất ở tại Sài Gòn, họ làm ăn như thế nào? Nhiều câu hỏi đặt ra, chắc chắn những doanh nghiệp kinh doanh vàng lớn ở tại Sài Gòn bắt đầu có những cái lợi nhuận cao. Tuy nhiên thì theo như thống kê mới nhất, hai doanh nghiệp lớn kinh doanh vàng vừa công bố kết quả kinh doanh năm 2023 được rất nhiều người quan tâm. Theo đó thì công ty cổ phần vàng bạc đá quý Phú Nhuận B&G ghi nhận doanh thu thuần túy quý 4 năm 2023 là 9.760 tỷ đồng và lãi suất sau thuế 632 tỷ đồng. Như vậy lần lượt tăng hơn 17 và 34% so với cùng kỳ. Theo như lũy kế năm 2023, doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc cũng đã cho thấy những cái phần lãi suất cũng như là phần doanh thu sau thuế tăng lên. Và theo như B&G cho biết, nguyên nhân đạt được cái lợi nhuận trên đó là nhờ chiếm được cái lĩnh vực kinh doanh vàng bạc, cũng như là chiếm được số thị phần lớn ở trên thị trường vàng bạc đá quý cô chú anh chị các bạn. Con đường Trần Hưng Đạo hướng về bên đường Đồng Khánh ngày xưa đó, thì phải nói khu vực này có bệnh viện chấn thương chỉnh hình. Bệnh viện này cũng đã xuống cấp một cách nghiêm trọng rồi. Bên trong thì phải nói cơ sở hạ tầng cực kỳ xuống cấp. Một ông lớn trong ngành vàng bạc đá quý đó là công ty cổ phần tập đoàn vàng bạc đá quý Doji lại có một kết quả làm ăn không phải là mạnh cho lắm, nếu không muốn nói là khiêm tốn một chút. Trong năm 2023 thì Doji đạt 75,798 tỷ đồng, như vậy giảm 1.558 tỷ đồng so với cái cùng kỳ năm 2022 quý vị. Đó là một trong những thông tin mà hai cái công ty vàng bạc lớn ở tại Sài Gòn của chúng ta. Và đặc biệt trong ngày hôm nay thì giá vàng ngày 18 tháng 4 năm 2024 thì giá vàng lại đảo chiều liên tục, tăng giảm phải nói là nó giằng co giữa lên và xuống liên tục anh chị. Và phải nói rằng những cái tiệm vàng ở tại Sài Gòn của chúng ta, đặc biệt là quận 5, quận 11 và một số cửa tiệm vàng kinh doanh rải rác ở một số quận thì phải nói hừ dường như họ đóng cửa rất nhiều. Ngày hôm nay mình sẽ cập nhật tình hình những tiệm vàng ở tại quận 5 để gửi đến quý vị và các bạn xung quanh chợ An Đông như vậy. Có một số cửa hàng họ sẽ đóng cửa, họ ngừng kinh doanh trong cái giai đoạn
4-5 ngày trở lại đây. Và cũng thực hư cái câu chuyện mà hàng loạt cái tiệm vàng kinh doanh ở tại Sài Gòn của chúng ta bỗng dưng lại đóng cửa hàng loạt, dừng kinh doanh một vài ngày, tạm nghỉ kinh doanh một vài ngày. Thì chúng ta cũng không biết lý do đúng là như thế nào. Nhưng mà mình đi ngoài đường mình thấy một số cái tiệm vàng họ đóng cửa thật sự rất nhiều. Với lại khu vực chợ An Đông rất nhiều luôn anh chị. Đó, mình đang có mặt ngay chợ An Bình, quận 5 Sài Gòn. Nhắc đến chợ truyền thống thì chúng ta cũng biết là phải nói bà con tiểu thương cũng đang đau đầu với cái việc mà phải nói gồng gánh lỗ lãi vì cái việc kinh doanh ế ẩm vắng khách quá. Chưa biết thì chợ truyền thống của chúng ta nó sẽ đi về đâu trong cái năm 2024 này, năm con rồng. Các cái chợ truyền thống ở tại Sài Gòn của chúng ta, chẳng hạn như chợ An Đông, rồi chợ Bến Thành, chợ Tân Định, rất là nhiều chợ luôn anh chị, chợ Bình Tây, là phải nói cái việc mà tiểu thương kinh doanh ở bên trong lòng chợ, những cái sạp đó người ta chán nản, người ta không muốn kinh doanh, cầu cứu khắp nơi, yêu cầu các cái biện pháp. Thì giải pháp cũng đã có, nhưng mà thực hư nó không thể nào có thể kéo lại được khách đến chợ truyền thống như ngày xưa. Ai cũng biết là một phần cạnh tranh không nổi với cái sự khốc liệt của sàn giao dịch điện tử, hay nói cách khác là mua bán online, của người dân bắt đầu thành thói quen rồi. Và họ cạnh tranh không nổi. Đối với những chợ truyền thống như thế này thì họ chịu không nổi đâu anh chị. Buôn bán ở ngoài đường, vỉa hè thì lại dễ dàng hơn, tại vì họ không chịu áp lực về cái tiền phí thuê sạp. Thật sự thì ban quản lý các cái chợ truyền thống người ta cũng đã có những cái chính sách ưu đãi cho tiểu thương bằng cách là giảm thuế nè, rồi giảm cái phí thuê sạp nữa, nhưng mà vẫn không thể nào trụ nổi anh chị. Cho nên có rất nhiều đặt cái câu hỏi là liệu rằng chợ truyền thống này sẽ đi về đâu và họ có tồn tại được hay không, tồn tại nổi trong cái thời điểm công nghệ 4.0 như thế này không. Quay trở lại với vụ việc về vàng thì phải nói Ngân hàng Nhà nước cũng đã có văn bản gửi các cái bộ ngành chức năng đề nghị phối hợp để mà triển khai chỉ đạo của Thủ tướng trong công tác quản lý thị trường vàng hiện nay. Và đặc biệt trong văn bản gửi cho Bộ Công an thì Ngân hàng Nhà nước cũng đã đề nghị phối hợp thực hiện các cái nhiệm vụ cũng như là các cái giải pháp bình ổn, đồng thời quản lý thị trường vàng theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Quý vị, đáng chú ý nhất đó là Ngân hàng Nhà nước cũng đã đề nghị Bộ Công an phối hợp trong cái việc tổ chức hoạt động đấu thầu vàng miếng SJC để làm sao đảm bảo hoạt động đấu thầu được an toàn và hiệu quả nhất anh chị. Ngày hôm nay là ngày 18 tháng 4 năm 2024 thì giá vàng bắt đầu giảm xuống rồi. Giảm xuống anh chị. Cho nên những ngày trước thì bà con ai mà đang dự trữ vàng thì cũng nên bán để mà chốt lời, còn đỡ hơn là chúng ta cầm cự như thế này thì có nguy cơ là giá tụt xuống nữa, chúng ta sẽ bị lỗ đó. Ở tại thị trường vàng trong nước của chúng ta vào buổi sáng ngày hôm nay ghi nhận giá vàng SJC được niêm yết ở tại Sài Gòn cái mức là mua vào 82,1 triệu đồng trên một lượng và bán ra 84,1 triệu đồng trên một lượng. Như vậy là tăng 400.000 đồng ở cả cái chiều mua vào và bán ra so với buổi sáng ngày hôm qua, ngày 17 tháng 4 năm 2024. Đó, cho thuê mặt bằng lầu 2 nè tại khu vực chợ An Bình. Trong khi đó thì Doji cũng đã niêm yết cái giá vàng mua ở cái mức là cũng 82 và 84 triệu đồng trên một lượng anh chị. Giá vàng lên xuống liên tục, khiến cho nhiều người cũng nôn nao không biết là nên bán hay là nên giữ lại tiếp tục.
Nhiều chuyên gia dự đoán giá vàng sẽ tụt dốc vì áp lực lãi suất trong thời gian tới. Tất nhiên dự đoán là một chuyện, còn thực tế là một chuyện khác nữa anh chị. Đây là mặt trước của chợ Hòa Bình, quận 5 quý vị. Chợ Hòa Bình là cũng một trong những ngôi chợ truyền thống lâu đời tại Sài Gòn, đặc biệt là quận 5, rất thân quen đối với người dân sinh sống và làm việc ở tại quận 5 ngày xưa. Lúc nãy thì xung quanh chợ Hòa Bình này cũng có rất nhiều tiệm vàng đóng cửa anh chị, nhưng mà mình cũng không dám quay trực diện những cái cửa hàng vàng của người ta, cho nên mình chỉ quay thoáng qua mà thôi. Và cũng không ít câu hỏi đặt ra là vì sao rất nhiều tiệm vàng đồng loạt đóng cửa như vậy. Nhiều tiệm vàng đồng loạt đóng cửa như vậy trong 3 ngày trở lại đây. Vì sao như vậy cô chú anh chị các bạn? Thậm chí ở phía trước những cái tiệm đó người ta treo cái biển là tạm đóng cửa dài ngày. Không hiểu vì sao. Và cũng có nhiều người nói rằng là do sau khi mà Tổng cục Quản lý Thị trường đồng loạt ra quân để mà kiểm tra các tiệm vàng ở nhiều địa phương trên cả nước. Chính vì vậy cho nên nhiều tiệm vàng này họ lo sợ bị kiểm tra. Đó là thông tin dự đoán và đồn như vậy mà thôi. Tại quận 5 khu vực chợ An Đông cũng vậy anh chị, nhiều tiệm vàng đóng cửa trên con đường Nguyễn Duy Dương. Vài phút nữa mình sẽ đi lại khu vực chợ An Đông để cập nhật hình ảnh trực tiếp gửi đến quý vị và các bạn. Đặc biệt là khu vực các tiệm kinh doanh vàng ở chợ An Đông, quận 5 và chợ Thiết, quận 11. Không những đóng cửa mà còn treo cái biển là nghỉ dài hạn luôn cô chú chị các bạn. Vậy có phải là đóng cửa để mà né tránh kiểm tra hay không? Nhưng mà thực sự thì kinh doanh vàng bạc chúng ta kinh doanh cả đời mà. Đâu phải là 1-2 ngày đâu mà phải né tránh đúng không ạ? Kính thưa quý vị, hiện tại chúng ta đang có mặt trên con đường Bùi Hữu Nghĩa, quận 5. Đây là một trong những phố gọi là phố quay lớn nhất ở tại quận 5 Sài Gòn. Gà quay, vịt quay, heo quay. Ngày hôm nay ngày giỗ tổ Hùng Vương cho nên cũng có một số khách đang đứng bu vây quanh ở tại khu vực bán gà quay, vịt quay anh chị. Đó, quá trời đông luôn mấy người. Ngã tư của đường Phan Văn Trị và đường Bùi Hữu Nghĩa, quận 5. Ta nói những con phố kinh doanh vàng bạc sầm uất nhất ở tại Sài Gòn, quận 5. Bên cạnh phố vàng bạc, đá quý, đồ trang sức, trên con đường Như Tâm, Nghĩa Thục và Bùi Hữu Nghĩa cũng vậy. Nghĩ mà nghĩ từ ngày 1 tháng 4 đến ngày 18 tháng 4 luôn. Chưa kể là nhiều tiệm vàng cũng phải đóng cửa. Phố kinh doanh vàng bạc đá quý Nguyễn Duy Dương, quận 5 cũng vậy anh chị. Khu vực chợ An Đông thì vài phút nữa mình đang đi lên khu vực này để cập nhật tình hình xem như thế nào, gửi đến quý vị và các bạn thấy hình ảnh mới nhất. Trong ngày 18 tháng 4 năm 2024 này, chúng ta đang có mặt trên con đường Nguyễn Trãi, quận 5, phố thời trang lớn nhất ở tại Sài Gòn, cũng đang tan nát tê tua tơi tả, phá sản vỡ nợ búa lưu xua luôn. Thật sự là kinh tế nó đang thay đổi một cách chóng mặt, hay người ta gọi là sự suy thoái kinh tế lao dốc một cách khủng khiếp, và kinh tế nó đang bất ổn. Nhiều cửa hàng vàng bạc đá quý lớn ở tại quận 5, trong đó có trung tâm kinh doanh Kim Hoàng là chúng ta cũng biết, rất lớn trên đường Nguyễn Duy Dương, quận 5. Mà mình thấy 2-3 ngày nay chạy ngang qua cũng đóng cửa luôn, mà không có tiện để mà quay, tại vì không có mang theo cái điện thoại, cái máy để mà quay. Gửi đến quý vị hôm nay mình sẽ chạy ngang lại xem như thế nào. Hy vọng thì hôm nay người ta sẽ mở cửa kinh doanh trở lại.
Và có một thông tin mà chưa được kiểm chứng lý do nhiều tiệm vàng đóng cửa, đó là do người ta tạm đóng để mà tránh bão để trong khoảng kép anh chị. Vì nếu mà có kiểm tra chắc chắn sẽ phát hiện những cái sai phạm không lớn thì nhỏ, đặc biệt là có một số cái lỗi điển hình như là sản phẩm giả các thương hiệu nổi tiếng được bảo hộ độc quyền như là Chanel, rồi Carter, rồi Bulgari, rất là nhiều anh chị. Dưới cái dạng là khuyên tai nè, vòng tay, rồi nhẫn, dây chuyền vân vân. Và một cái lỗi thứ hai nữa đó là cái nguồn gốc xuất xứ. Chắc chắn thì nó sẽ thường sẽ vi phạm những cái điều khoản này. Thật sự vàng trôi nổi ngoài thị trường thì cũng không rõ nguồn gốc như thế nào. Và chúng ta chỉ ở trong ngành kinh doanh vàng chúng ta mới hiểu được rõ nó như thế nào thôi. Nguồn gốc xuất xứ các sản phẩm vàng đều không rõ ràng, chủ yếu do các tiệm vàng người ta đều mua từ nguồn trôi nổi trên thị trường và rất khó để mà chứng minh cái nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm đó. Chúng ta đang có mặt trên con đường An Dương Vương, quận 5 để hướng về bên khu vực chợ An Đông anh chị. Và dĩ nhiên khi mà cơ quan chức năng phát hiện lập biên bản thì mức phạt có thể lên đến hàng trăm triệu đồng và đôi khi còn bị tịch thu nữa anh chị, niêm phong sản phẩm, không biết là khi nào có thể lấy lại hàng về. Cho nên cũng có thể đó là một những lý do mà tạm thời các cái tiệm vàng người ta đối phó bằng cách là người ta tạm đóng cửa. Đó là theo những cái bật mí, cái hé lộ nhỏ của một số người mà đang làm trong cái tiệm vàng, họ cho biết có thể là như vậy, dự đoán là như vậy, những cái hé lộ nho nhỏ về nguyên nhân đóng cửa có thể là như vậy. Đó, chúng ta đi về bên khu vực chợ An Đông nhé, cập nhật một số hình ảnh tại con phố chợ An Đông này xem như thế nào. Phố xá chợ An Đông trong ngày giỗ tổ Hùng Vương ngày 10 tháng 3 âm lịch. Cho nên bên cạnh đó thì có một số tiệm vàng người ta cũng phải đóng cửa để mà họ nghe ngóng tình hình như thế nào, cũng như họ đóng cửa để mà họ xem thử cái biến đổi của những cái thị trường ra sao. Rất nhiều cửa hàng kinh doanh vàng bạc ở tại khu vực chợ Đông này đóng cửa cô chú chị, đóng cửa để mà nghe ngóng tình hình, để nắm được những cái thay đổi của thị trường trong giai đoạn mà phải nói giá vàng biến động khối lượng anh chị. Đó là những hé lộ của những người trong ngành kinh doanh vàng bạc. Tuy nhiên thì những lúc như thế này thì công ty kinh doanh vàng bạc họ rất là khó mua, vì các tiệm vàng đóng cửa thì không mua bán, thì công ty lớn ở trên người ta cũng không có nguồn thu mua từ đó, cho nên cũng trở nên một cái vấn ngại rất lớn cho các công ty vàng bạc ở phía trên anh chị. Thì hôm nay ngày 18 tháng 4 năm 2024 nhìn chung thì cũng rất nhiều cửa hàng người ta đã hoạt động trở lại bình thường rồi, còn lại một số ít cửa hàng thì tiếp tục đóng cửa. Cho nên chúng ta cũng không biết là đồng loạt đóng cửa như vậy thì cái lý do nó như thế nào. Thì ngày hôm nay cũng đã hé lộ thêm một số cái lý do để gửi đến quý vị và các bạn thắc mắc trong cái thời gian 4-5 ngày trở lại đây quý vị. Chứ còn thời buổi làm ăn về vàng lên xuống ngon như thế này mà tự nhiên nhiều cửa hàng bất ngờ đóng cửa then cài như vậy thì chắc chắn là ai cũng phải đặt những câu hỏi thôi. Nhiều người mua vàng rồi đem tới tiệm vàng đã bán, tự nhiên đến thấy đóng cửa cũng hơi run run. Kính thưa quý vị, tiếp theo đại tường Vũ Channel sẽ cập nhật tình hình tỷ giá đô la ở chợ đen trong ngày 18 tháng 4 năm 2024. Mình đang đi vào khu vực chợ Đông anh chị.
chợ An Đông của chúng ta thì tiểu thương ở bên trong lòng chợ cũng đang đau đầu với cái việc mà buôn bán nó quá ế ẩm đi. Ngày trước nhiều tiểu thương bán hàng vải ở trong chợ An Đông này có 2-3 cái sạp luôn, mà bây giờ trả lại bớt, bán bớt, sang nhượng bớt, chỉ còn một sạp thôi. Nhưng mà tiểu thương người ta còn chịu không nổi nữa vì nó quá ế ẩm đi anh chị. Như vậy chúng ta thấy rằng tỷ giá đồng đô la Mỹ trong ngày hôm nay ngày 18 tháng 4 năm 2024 cũng đang nhảy vọt rất là cao rồi. Ở ngoài thị trường tự do, đồng đô la Mỹ mua vào ở cái giá là 25.669 rồi, còn bán ra là 25.755. Đối với đồng đô la Úc thì ngày hôm nay mua vào ở ngoài thị trường tự do là 16.392, còn bán ra là 16.506 anh chị. Đối với đồng bảng Anh, ngày hôm nay mua vào ở ngoài thị trường chợ đen là 31.662, bán ra là 31.869. Đối với đồng euro thì ngày hôm nay mua vào ở ngoài thị trường chợ đen là 27.139, còn bán ra là 27.249. Như vậy đối với đồng franc Thụy Sĩ thì ngày hôm nay mua vào ở ngoài thị trường tự do là 27.852, còn bán ra là 28.022. Đồng yên Nhật thì ngày hôm nay vẫn giữ đúng cái giá như ngày hôm qua, đó là 166 mua vào và bán ra là 168 anh chị. Đối với đồng đô Canada thì ngày nay mua vào ở cái giá là 18.436, còn bán ra là 18.548. Đồng Singapore ngày hôm nay mua vào là 18.680, còn bán ra là 18.811. Như vậy có thể thấy rằng là đồng đô la Mỹ ngày hôm nay ngày 18 tháng 4 ở ngoài thị trường tự do chúng ta bán 1.000 đô la Mỹ là được 25.679.000 đồng quý cô chú anh chị các bạn. Còn nếu mà chúng ta đi mua đô la Mỹ tại các tiệm vàng thì chúng ta mua 1.000 đô chúng ta phải bỏ ra là 25.756.000. Như vậy có thể cho thấy tình hình tỷ giá ngoại tệ ở ngoài thị trường chợ đen, đặc biệt là đồng đô la Mỹ, tiếp tục có dấu hiệu tăng lên. Thật sự mà nói thị trường giá cả vàng bạc ngoại tệ đang biến động mỗi ngày luôn, chao đảo choáng luôn đó. Trung tâm vàng bạc đá quý chợ An Đông này, nhiều cửa hàng bên tay phải thì vẫn hoạt động, xen kẽ thì có một số cửa hàng nhỏ hơn cũng đang đóng cửa. Hôm nay thì Tường Vũ Channel cập nhật tình hình phố xá chợ Hòa Bình quận 5, chợ An Đông quận 5 để gửi đến quý vị và các bạn. Thật sự mà nói thì tỷ giá USD ở chợ đen tăng lên khủng khiếp thật. Từ 24 mấy mà giờ lên trên 25 mấy, gần 26 rồi. Đó, rất nhiều cửa hàng vàng bạc vẫn đang tiếp tục đóng cửa. Cho nên chúng ta biết rằng giá vàng ngày càng nóng, ngày càng nóng luôn chị. Phải nói đồng đô la Mỹ phá đỉnh lịch sử luôn. Đây là một trong những nỗi bất an khi áp lực tỷ giá cao lên như vậy. Tất nhiên chúng ta cũng biết là nhiều nền kinh tế trên thế giới, Việt Nam đang đứng trước một cái nỗi lo về đồng nội tệ trượt giá. Ngoại tệ tăng giá thì có nghĩa là đồng nội tệ của chúng ta bị trượt giá quý vị. Trượt giá của đồng nội tệ thôi so với đồng đô la Mỹ. Cho nên chúng ta biết rằng áp lực tỷ giá ngày càng căng thẳng khi mà đồng USD liên tục phá đỉnh như vậy. Có khả năng lên trên 26, hôm nay 25 mấy, gần 26 luôn rồi. Đồng won của Hàn Quốc và đồng Úc cũng vậy anh chị. Đồng đô la Úc
đồng euro thì giá nó không có tăng bằng đồng đô la Mỹ. So với đồng đô la Mỹ thì những cái đồng như là đồng Úc, đồng euro, đồng won của Hàn Quốc nó vẫn thấp hơn. Cho nên giá trị đồng nội tệ ngày nó càng sụt giảm trước đồng USD. Điều đó có thể khiến cho chúng ta, đặc biệt là những nền kinh tế mới nổi, gặp rắc rối. Và trên thực tế thì những nền kinh tế mới nổi luôn rất nhạy cảm với cái đồng USD. Bởi khi mà sức mạnh của đồng đô la Mỹ, đồng USD này tăng thì đồng nghĩa với gánh nặng bằng đồng USD và các cái nguồn lãi nó sẽ tăng theo. Đồng đô la Mỹ từ ngày 14 tháng 4 cho đến hôm nay ngày 18 tháng 4 năm 2024, 4 năm ngày thôi mà phải nói nhảy lên trên 20 năm, từ 24 mấy lên 25, giờ trên 25, gần 26 rồi. Kinh khủng thật. Phải nói đồng đô la Mỹ phá đỉnh lịch sử luôn. Áp lực quá lớn đối với đồng nội tệ của chúng ta. Với việc giá vàng tăng như vậy thì chúng ta cũng hết sức cảnh giác với cơn sốt. Cơn sốt của nó sẽ làm cho chúng ta liên tục chao đảo và có thể chạy lên chạy xuống theo cái giá vàng này một cách biến động khôn lường luôn. Chúng ta phải hết sức cảnh giác với cơn sốt này anh chị. Người ta hay gọi là giá vàng nhảy múa đó, nhảy múa liên tục mà. Và như vậy có lẽ những hình ảnh này cũng đã khép lại video trên kênh YouTube Tường Vũ Channel ngày hôm nay. Xin cảm ơn tất cả cô chú anh chị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Ước mong được gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.